Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành cho bé. Ở phần vành mình có làm họa tiết cánh quạt. Ở phần thân nón thì có làm họa tiết sò như thế này. Mặt trước thì mình có trang trí hai cái hoa hồng và ba chiếc lá ở đây. Đây, mẫu nón như thế này. Thì dụng cụ gồm có len mieu cotton, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ móc phần thân nón. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo lên qua vòng tròn, sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc được 6 mũi móc đơn, các bạn nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc bên cạnh này nè, móc vào chân móc đầu tiên á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi móc đơn như thế này. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ta được một vòng tròn 12 mũi móc đơn như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây một mũi dời. Thì ta được một vòng tròn 24 mũi kép đơn như thế này. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là chân móc nằm ở giữa hai cái chân móc cùng chân ở phía dưới này. Đây. Đây là cái chân nằm chính giữa nè, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình đã được một cụm 3 mũi móc như thế này. Đây. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng là cái chân nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á, đây. Cái chân nằm chính giữa này móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình đã được thêm một cụm 3 mũi móc như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng là cái chân nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào cái chân chính giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng, cũng móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. móc tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc các cái cụm chân móc cho đến cuối hàng, xen kẽ như thế này, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây. Thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, đây. Cái chân móc nằm giữa này móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là mình đã được một cụm 4 mũi móc như thế này, hai mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào hai chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc bên cạnh cũng là cái chân móc nằm chính giữa của hai cái chân móc cùng chân phía dưới nè đây móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình được thêm một cụm 4 mũi móc như thế này các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng cũng móc hai chân móc liên tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cũng móc liên tiếp 2 mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ với 2 mũi kép đơn cùng chân móc cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình được một cụm 5 chân móc như thế này, đây. Tiếp tục móc vào ba chân móc kế bên này, ba chân móc liên tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng là cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đây. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì các bạn để ý nè, ở cái vòng này nè, cái vòng này. Mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè, đây. Hàng tiếp theo một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hàng tiếp theo là hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Hàng tiếp theo là ba mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc cũng thêm cho mình ở cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân như thế này nè thì ở vòng này các bạn móc các cái cụm chân móc này tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng mũi tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc cũng tăng mũi ở cái điểm nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân này cho đến khi cái vòng tròn này vừa vòng đầu của bé thì các bạn ngưng ở hàng này thì mình móc 3 mũi kép đơn ở mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc và cũng móc vào cái chân ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Tính hai cái vòng móc mũi đơn này là một hàng thì ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc như thế này. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên này móc cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc họa tiết sò nha. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng chân móc thì ở đây tính luôn cả cái dây móc xích này nè một mũi móc thì ở đây mình được ba chân móc như thế này đây ba chân móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích bỏ qua hai chân móc kế bên này đây bỏ qua hai chân móc này và móc vào cái chân thứ ba móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng chân móc thì mình được thêm một cụm ba chân móc như thế này xen kẽ với nhau là một mũi móc xích tiếp tục móc lên một mũi móc xích bỏ qua hai chân móc kế bên và cũng móc vào cái chân thứ ba đây móc vào cái chân thứ ba này ba mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích thì ở đây mình đã móc lên được ba cụm chân móc như thế này ba cụm này cách nhau là hai chân móc ở mỗi cụm như thế này ba cụm tiếp tục ở cái chân móc kế tiếp á. Đây, ba chân móc này nè các bạn bỏ qua cho mình, bỏ qua ba chân móc này và móc vào cái chân thứ tư á. Móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên này, hai chân móc này bỏ qua và móc vào cái chân thứ ba cho mình. Móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng chân móc. móc lên một mũi móc xích và cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba móc vào đây ba mũi kép đơn cùng chân móc thì ở đây mình đã móc lên được ba cụm chân móc như thế này khoảng cách cách nhau là hai chân móc ở đây thì ba cụm này nó sẽ cách ba cụm còn lại ba cụm ban đầu tiên mình tạo cách nhau cách nhau là ba chân móc ở đây ba chân móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc cho mình ba cụm chân móc cách nhau hai chân móc như thế này đây cũng bỏ qua ba chân móc kế bên này bỏ qua ba chân móc này và móc vào cái chân thứ tư á móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng chân móc để tạo nên cái cụm tiếp theo sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc thêm hai cụm chân móc tương tự như cái cụm chân móc này khoảng cách giữa hai cụm cách nhau là hai chân móc ở đây tức là bỏ qua hai chân móc kế bên này và móc vào cái chân thứ ba ba mũi kép đơn cùng chân móc thì ta được một cụm nằm chính giữa của cụm ba mũi ở đây cách nhau hai chân móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng bỏ qua hai chân móc kế bên móc vào chân móc thứ ba móc vào đây ba mũi kép đơn cùng chân móc thì mình đã tạo thêm được một cụm như thế này đây cách nhau hai mũi móc ở đây đây tương tự cho các chân móc còn lại cũng móc cho mình ba cụm này cách nhau với ba cụm tiếp theo là ba mũi móc ở đây ba mũi móc như thế này móc lên một mũi móc xích thì ở hàng thứ bảy này khoảng cách giữa các cái cụm chân móc sẽ thay đổi các bạn có thể thay đổi cho mình tùy vào vòng đầu của bé bây giờ mình sẽ bỏ qua ba chân móc này và móc vào chân móc thứ tư móc vào đây ba mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích và cũng móc tương tự các cái chân móc còn lại giống như cái cụm này sau đó cụm này sẽ cách nhau với cái cụm tiếp theo là ba chân móc ở đây làm tương tự cho đến cuối vòng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba ba mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba 3, 3 mũi kép đơn cùng chân móc thì mình được thêm một cụm như thế này khoảng cách giữa ba cụm này cách nhau là hai chân móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích bỏ qua ba chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ tư 3 mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau khi móc các cái cụm chân móc cho đến cuối hàng thì khoảng cách của ba cụm này với ba cụm này cách nhau ba chân móc ở đây thì ở các cái chân móc cuối cùng á mình còn dư năm chân móc ở đây đây năm chân móc như thế này các bạn chọn cho mình cái chân móc nằm chính giữa á, là cái chân móc thứ ba tính từ bên này qua nè cái chân móc thứ ba này nè móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn cùng chân móc móc lên một mũi móc xích ta móc vào cái cụm đầu tiên bên này nè móc vào đây cho mình một mũi dời cái chân móc kế bên của cái cụm đầu tiên á đây cái chân móc này các bạn cũng móc tiếp cho mình vào đây một mũi dời tiếp tục là cái khoảng trống kế bên này nè cái khoảng trống này các bạn cũng móc cho mình một mũi dời thì mình đã đưa được cái mũi móc vào trong cái khoảng cách giữa hai cái cụm ở đây đây cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé thì bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo móc lên hai mũi móc xích thì ở hai cái mũi móc xích này mình tính là một mũi móc nè thì các bạn móc tiếp vào cho mình cái khoảng trống này móc vào đây hai mũi kép đơn như vậy là mình đã được ba mũi móc như thế này đây tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống kế bên á móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế bên móc vào đây ba mũi kép đơn lên một mũi móc xích và móc tương tự cho các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng cũng móc vào cho mình các cái khoảng trống này móc vào đây ba mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống tiếp theo 3 mũi kép đơn. Sau khi móc 3 mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống như thế này đến cuối vòng thì các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc của cái cụm kế bên này nè, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc vào cái chân kế bên của cái cụm này một mũi dời. Và móc vào khoảng trống đầu tiên này nè, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào khoảng trống đầu tiên á, móc vào đây hai mũi kép đơn. Thì tính luôn cả cái dây móc xích này là một chân móc nè thì mình được 3 mũi móc ở đây. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái cụm kế bên á, móc vào cái khoảng trống kế bên này 3 mũi kép đơn. móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn cũng móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc á. Khi móc đến cuối hàng thì cũng dời cho mình cái mũi móc vào trong cái khoảng trống đầu tiên này. Móc cho mình cho đến khi cái độ sâu của nón á, cái chiều sâu này nè, vừa đến cái phần mang tay của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc cho mình vào các cái khoảng trống ba mũi kép đơn. móc lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống tiếp theo 3 mũi kép đơn. Thì ở đây mình đã móc lên đem được các cái hàng móc như thế này, thì cái chiều sâu này đã vừa đến cái phần mang tay của bé. Các bạn tiến hành móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên này nè, móc vào cái chân móc của cái cụm này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần thân nón Thì để khỏi phải cắt len nhiều các bạn giữ nguyên cho mình cái phần sợi len màu sáng này Giữ nguyên cho mình Đâm kim vào cái khoảng trống sát bên này nè Đâm kim vào đây Sau đó đưa một sợi len màu khác vào Đưa ra sau mũi móc như thế này Móc và kéo len qua cái khoảng trống đó Móc lên một mũi móc xích Ta đưa các cái sợi dây màu sáng á Đây kéo các cái sợi dây màu sáng qua một bên như thế này sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm đầu tiên á, móc vào đây một mũi móc đơn, chân móc kế bên cũng móc một mũi móc đơn, cái khoảng trống kế bên này nè, các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn, thì khi móc cũng giấu cho mình cái sợi len thừa này nè, giấu vào trong cái mũi móc như thế này, tiếp tục ba cái chân móc của cái cụm tiếp theo này cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn, Cái khoảng trống kế bên này nè, cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ba cái chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn. Hoặc là để cho cái phần viền nón này nó không có bị rộng quá so với vòng đầu của bé, để cho cái phần thân trên này nó hơi phồng lên. Thì ở cái viền này hai khoảng trống này móc cho mình một mũi đơn cái khoảng trống kế bên á, cái khoảng trống thứ ba này không móc vào đây mà móc luôn cho mình vào cái cụm này móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn khoảng trống kế bên này móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục ba chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi móc đơn khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn ba chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi móc đơn bỏ qua cái khoảng trống tiếp theo này và móc vào ba cái chân móc của cái cụm này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình được xen kẽ hai khoảng trống có mũi kép đơn và một khoảng trống không có mũi kép đơn như thế này đây các bạn cũng có thể móc xen kẽ một cụm có mũi kép đơn và một cụm không có mũi kép đơn để cái vòng vành nón nó được nhỏ lại làm tương tự cho đến cuối vòng Sau khi móc các cái mũi móc đơn đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này. Đây, móc vào cái chân móc cùng màu á, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành nón. Ở cái chân móc mũi dời của cái hàng màu đậm này nè, đây, cái chân móc mũi dời này các bạn đâm kim vào đây cho mình. Sau đó đưa cái sợi dây này nè, Đưa cái mũi móc này luôn vào kim móc. Kéo cái sợi len dài để cái cái chân móc này nó nhỏ lại. Sau đó kéo sợi len qua cái chân móc mũi dời. Kéo qua. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ở các cái chân móc của cái hàng mũi đơn này nè, đây, mỗi chân móc thì nó có hai mũi móc như thế này, đây. Một mũi ở trong như thế này. Đây là mũi phía trong nè. Còn đây là mũi phía ngoài nè hay là mũi phía ngoài thì ở cái chân móc đầu tiên á đây cái chân móc này nó có hai mũi móc đây cái chân móc này nè có hai mũi móc như thế này nè hai cái sợi dây móc nè thì các bạn đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài á đây móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân móc kế bên các bạn cũng đâm kim ở cái chân phía ngoài đây cái chân móc phía ngoài như thế này đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc Như vậy là mình được một cụm 3 mũi móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào cái chân kế bên, cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài á. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc vào cái chân ở phía ngoài, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình được một cụm 3 mũi móc như thế này, làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc cho mình một mũi kép đơn và cũng móc vào cái chân ở phía ngoài nha xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà mình đang móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên được hai hàng móc đều nhau như thế này tiếp tục móc vào cái chân kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích bây giờ mình sẽ móc họa tiết cánh quạt nha móc vào chân móc đầu tiên này một mũi đơn Tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên này, bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân móc thứ ba. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc vừa móc á, móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Và cũng móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn thì ta được 5 mũi kép đơn cùng một chân móc xen kẽ với nhau là một mũi móc xích như thế này tiếp tục các bạn bỏ qua hai chân móc kế bên bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn ta được một họa tiết cánh quạt ở đây đây tương tự bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn cùng chân móc cách nhau là một mũi móc xích lên một mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn tiếp tục lên một mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn tương tự lên một mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc một mũi kép đơn ta được thêm 5 mũi kép đơn cách nhau một mũi móc xích ở một chân móc như thế này bỏ qua hai chân móc kế bên móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn thì ta hoàn thành được một họa tiết cánh quạt tiếp theo làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba. Móc vào đây cho mình lần lượt 5 mũi kép đơn cách nhau là một mũi móc xích. Khi được 5 mũi kép đơn cách nhau một mũi móc xích ở cùng một chân móc thì tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối vòng. Thì sau khi móc các cái họa tiết cánh quạt như thế này, móc cho đến cuối vòng. Đây. Thì tiếp tục móc vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và các len. Tiến hành giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len hoàn tất thì các bạn móc thêm cho mình hai cái hoa hồng và ba chiếc lá để trang trí cho phần thân nón ở đây. Ở nhụy hoa thì có thể gắn thêm hai hạt bẹt ở đây. Như vậy là mình đã hoàn tất một mẫu nón vành cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.